Đây, chiếc toa bây giờ làm xong phần công suất. Và bên đây nó làm xong mà gắn vào miếng nhôm này. Miếng nhôm bây giờ tiếp tục cái miếng này. Đó là miếng nhôm còn lại này. Chuyên gia hư công suất. Mà nó là đời, kiểu nó bo, nó thiết kế là nguồn thường, nguồn xung và nguồn xin đó, thì việc sửa chữa nó cũng nhẹ nhàng hơn so với nguồn xung. Xung thì được cái nó nhẹ nhẹ máy, cầm để nhẹ máy, ký lô của máy nó nhẹ, nhưng mà về phần sửa chữa thì nó phức tạp hơn so với biến áp mà siêu sụ xin như này. Áp xung thì nó phải nhẹ ký, nhưng mà nó lại nặng về phần kỹ thuật sửa chữa hơn so với này, viên áp này. Để mới hơn thì nó cải tiến. Bên cạnh cái cải tiến thì nó cũng có phần phức tạp mà chúng ta gặp phải, nó sẽ gây khó khăn cho anh em thợ. Dây kết nối tín hiệu và nguồn cấp cổng trừ 12V dưới bo rèn lên. Đây ba dây, một dây là dây ran loa, hai dây dây cộng trừ này. Dây này bình thường nó có 190V, nếu mà ta chưa xả điện đụng vào này nó sẽ giật này. Bên đây cũng vậy này. Bên đây ran loa thì dây màu vàng cộng màu đỏ, và trừ thì là điện áp trừ thì là màu xanh xanh dương. Tương tự bên đây cũng xanh dương như thế này. Khoảng cái máy này máy số 2 nha anh. Quạt nó quay cũng rất là ổn. Quạt nó chạy ổn. Đây do em còn làm cái máy hút bụi này nè. Làm nhiều cái máy hút bụi này nè. Nên cái thời gian dành để nghiên cứu cái toa của anh nó bị hạn hẹp. Tại cái toa bị nhiều người cày mà nó lại hư khá nặng á, nên nó mới dài thời gian, với anh cũng thông cảm. Rất là nhiều thời gian dành cho nó mới sửa những cái máy như thế này nè. Cái thời gian dành cho công việc nó khá là kín, nhiều thời gian, cũng rất là nhiều thời gian dành cho công việc khác nữa, làm chậm trễ cái toàn này. Em vặn lên nha. Đó. Trong này nó dùng tới ba cái biến áp. Cái biến áp này ngó ngó 20 phân và này cũng 17 phân cái biến áp này. Điện áp ở đây rất là cao, mình đụng vào chỗ này là đụng vào hai cọc này nó giật luôn. Đây cũng vậy. Đây để em bật nhỏ âm thanh cho đo cái điện áp đây cho anh xem này. Bên đây cộng bên đây trừ 192V, 192V DC, và bên đây là cái nguồn riêng. Bên đây một cái nguồn riêng nữa cũng 192V. Này 191V máy. Còn cái này điện áp ra loa. Điện áp ra loa 0 ohm. Các anh em nào cũng nói thì tham khảo nhé. Bên đây cũng vậy. 0 ohm. Cái này là điện trở à, cái này là để tắt cái quạt đi cho đỡ ồn. Cái này là phân cực cho cái dãy sò này, đạt được khoảng 0,5V trở xuống nha. Vượt 0,5V là nó cô chì, tại lúc đó nó sẽ dẫn bão hòa. Bên đây cũng có một cái biến trở nó để chỉnh cho dãy sò này, phân cực dãy sò.
đặt 0,5V cho in một dãy, vượt quá mức đó là cứ đóng điện vô nổ cầu chì này. Nổ cầu chì này 12A, nó rất là lớn luôn, thậm chí mình nhìn vào nó mà trong lúc nó hoa mắt. Làm những cái này thì nó điện áp nó chỉ có 28V quen rồi, nó lao động là điện áp cao nó cũng bị nhát, nó nổ bục liên tục anh, cầu chì nó đốt như là đốt củi đó. Cái này 28V này nó đều có bộ phận tự ngắt điện và không bị giật, còn kia sơ sẩy một cái là nó giật, quên xả cái này nó giật lên. Còn cái máy sấy của bạn ở Công Tum nữa nè, bạn Diệu ở Công Tum cũng chưa kịp làm cho bạn, hôm nay sẽ cố gắng xong báo bạn cho để bạn yên tâm. Đây em đóng điện lại lần nữa nha, điện đang cắm sẵn chỉ việc nhấn nút thôi. Nhạc có liền, nhạc thường trực luôn à. Ốc ít là phải kiếm đúng ốc của nó xếp này, liền làng này anh thấy không? Chỉ đâu mà anh vứt hết ốc đi mà. Ốc gắn miếng nhôm trong giấy sườn cũng không có nữa, thiếu nhiều thứ quá. Đem dùng cái loa này, kết nối cái loa này vào đây. Còn cái phần này là dắt bông sen không có, à dắt cắm không có, em dùng cái kẹp kẹp vào đây Bluetooth. Đóng điện nha, để xa xa nhìn xem có nổ cầu chì không, quạt quay đó vặn vặn cái này lên. Cái nhạc bản quyền của YouTube nó nhạc nó nhỏ quá, vặn hết công suất luôn. Quạt đang quay. Có cuộc gọi điện thoại ra. Quý vị và các bạn cần sửa cục đẩy toa liên hệ với tôi theo số điện thoại 0903 745689. Tôi tên Thái. Cảm ơn quý vị và các bạn.